Trong khi phần đông các nước ASEAN đang được hưởng nhiều cơ hội từ một nền dân số trẻ, thì ở Thái Lan là một câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Người dân Thái Lan đang có xu hướng là không sinh con, khiến tỷ lệ tăng trưởng dân số của nước này đang đứng thấp nhất trong số các nước Đông Nam Á. Dự báo gần một nửa dân số Thái Lan sẽ trên 65 tuổi vào năm 2040, và đất nước chùa vàng sẽ phải đối mặt với gánh nặng phúc lợi và nguy cơ thiếu lao động trầm trọng. Trước những thách thức này, chính phủ Thái Lan đã có những biện pháp để khuyến khích người dân sinh thêm con. Quận Bangrak tại thủ đô Bangkok là một địa điểm quen thuộc để các cặp đôi tới đăng ký kết hôn. Ngày hôm nay, ngoài niềm vui chính thức thành vợ chồng, các cặp đôi mới kết hôn này còn nhận được một gói quà đặc biệt từ chính phủ Thái Lan. Trong những chiếc hộp hình trái tim này là các vitamin tiền sản chứa axit folic và sắt cho những người phụ nữ từ 20 đến 34 tuổi. Tổng giá trị của số thuốc này là 1 triệu bạt, tương đương hơn 700 triệu đồng và là một phần trong chương trình phát vitamin miễn phí hỗ trợ các cặp đôi có con. Ngoài ra, chính phủ Thái Lan cũng vừa quyết định tăng cường chính sách ưu đãi thuế thu nhập cá nhân để khuyến khích người dân sinh thêm con. Theo đó, bắt đầu từ năm 2018 này, những cặp vợ chồng sinh con đầu tiên sẽ được khấu trừ 30.000 bạt, tức khoảng 21 triệu đồng, trong phần thu nhập cá nhân tính thuế. Đối với đứa con thứ hai, con số này sẽ là 60.000 bạt, tức khoảng 42 triệu đồng. Tất cả là nhằm vực dậy tỷ lệ sinh của Thái Lan, hiện chỉ ở mức 1,6 trẻ trên một phụ nữ, xếp áp chót tại khu vực Đông Nam Á. Tỷ lệ sinh đang giảm, hiện tốc độ gia tăng dân số chỉ còn 0,4%. Tỷ lệ này sẽ còn tiếp tục giảm nếu chúng ta không hành động. Nếu tỷ lệ sinh tại Thái Lan tiếp tục giảm, nó sẽ ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của Thái Lan. Nguyên nhân dẫn đến sự mất cân đối này là do xu hướng giảm sinh trong giới trẻ. Giới trẻ Thái Lan đang có xu hướng sống độc thân hoặc không sinh nhiều con khi lập gia đình. Như tại Bangkok, có tới 30% phụ nữ chọn sống độc thân. Các chuyên gia cảnh báo, nếu xu hướng này tiếp tục, tốc độ tăng trưởng dân số của Thái Lan sẽ xuống đến mức 0% trong 10 năm tới. Và nếu tình hình này tiếp diễn, thì tới năm 2040, dân số Thái Lan sẽ lão hóa trầm trọng khi có 42% dân số trên 65 tuổi. Lão hóa dân số cũng đồng nghĩa với áp lực thiếu hụt nguồn cung lao động, đặc biệt là tới lĩnh vực dịch vụ, vốn đóng góp 40% GDP cho Thái Lan.